Cảm ơn quý vị cũng như là sống của chúng tôi trở lại tuần 2 chương trình khoa học kỹ thuật ngày hôm nay. Dạ vâng, thì quay qua là bây giờ là máy bay có người lái À, hôm hồi nãy là máy bay thì có có người lái người đó lái, là còn một bây học giờ một là tiếng mình dạ đó không và bây giờ máy bay không người không lái. người lái. Dạ, kính thưa quý khán giả, và trong thời gian vừa qua thì chúng ta đã thấy cái nhiều bản tin liên quan tới D-Day, là lễ kỷ niệm kết thúc Thế chiến thứ hai tại Normandy. Thì máy bay không người lái cũng đã được tận dụng để thắp sáng bầu trời đêm trong lễ kỷ niệm D-Day ở Portsmouth. Máy bay không người lái đã thắp sáng bầu trời tại Portsmouth, nước Anh, ngay lễ kỷ niệm 80 năm D-Day 2024. Màn trình diễn ánh sáng với sự góp mặt của nhiều máy bay không người lái tạo thành nhiều hình dạng khác nhau, như là hình ngọn lửa phun, rồi dòng chữ I remember. Trước đó, trong ngày, công chúa Anne của Anh cũng tham dự buổi cầu nguyện tại Pháp, nơi mà 80 năm trước đã chứng kiến việc lực lượng đồng minh chiến đấu hết mình để giải phóng nước Pháp bằng cách đánh đuổi lực lượng Đức Quốc xã. Những buổi lễ chính thức diễn ra tại nước Pháp vào ngày 6 tháng 6 với sự tham gia của những nhà lãnh đạo thế giới và hoàng gia như Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, vua Charles và nữ hoàng Camilla của Anh Quốc. Với chiến tranh đang hoành hành tại Ukraine ở biên giới châu Âu, thì lễ kỷ niệm năm nay rõ ràng mang lại một tiếng vang vô cùng đặc biệt. Thì quý vị thấy, Quá trời quá dạ, đất, khâm phục nha, càng khâm phục. dạ. Tại vì nha, thấy gần đây trên bầu trời của mình nó cứ phát ra những cái ánh sáng, những cái mà cái đường bay này nọ đó, xong mọi người cứ chụp hình đó là ủa không biết phải UFO hay không ấy. Nhưng mà thực sự bây giờ mình nhìn với cái mà kỹ thuật khoa học kỹ thuật bây giờ đó, Đẹp vô những cùng cái chưa? máy bay không người lái họ có thể control và họ có thể rằng là cho biết xếp hình như thế nào ra làm sao luôn Đó, hình chiếc máy bay kìa. đó, thấy không? Chiếc máy bay giấy nữa nha quý Máy vị, phải bay không? thiệt đang làm máy bay giấy. Ừ, máy bay thiệt đang là Dạ. máy bay giấy rồi được phóng đi, rồi xong khi Yeah. mà cái angle nó quay đi một cái là Đẹp. thành một cái một 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 cái khác, mình Và nghĩ đây là sẽ là ngôi sao không? hiện nay á, là công nghệ việc sử dụng máy bay không người lái tạo hình trên không trung đã trở thành một trong những trào lưu rất là nổi tiếng trong thời gian gần đây. Ở nhiều nước thì những người mà giàu có đó, họ thậm chí họ mướn có những cái dịch vụ như thế này, rồi họ mướn vào những ngày sinh nhật hay những ngày cầu hôn hay là những ngày đám cưới này kia đó, thì họ mướn nguyên một dàn máy bay không người lái, rồi cũng cho chữ lên là happy anniversary hay là please marry me này kia cái nọ, happy birthday này kia. Đó là những cái việc mà phát triển về khoa học kỹ thuật và được ứng dụng rất là nhiều để mang đến những cái ước mơ, những cái sự tưởng tượng của con người giờ trở thành hiện thực. Giống như ngày xưa mình cứ nằm mình nhìn lên bầu trời tưởng tượng hình ảnh này hình ảnh kia, thì bây giờ đó Bây giờ chính là những cái hình ảnh thật sự mà trời, chúng ta có có khi thể nhìn nào nhìn thấy. lên bầu trời cái xong thấy là tuệ ơi trả nợ chưa? Ủa Ai mà đòi nợ chị mà để chi mà tiền chỉ vậy ra đó, á chi tiền là ra tiền để mà mướn nguyên một cái dàn, phải mà rồi phải tốn make kém sure là quá, chị phải nhìn lên nghe trời nhìn ngay cái thời điểm đó nữa, là tốn cũng kém có quá, tâm lắm đó. tốn kém quá, Ừ, tốn là hai kém cái lắm nợ nó đó. rất là nhiều, cái nợ nó phải là gấp bao nhiêu lần đó, tại nó Vâng phải trích 10% ra để tìm vậy. third party để đòi, Yeah. đúng không? Họ Mà làm bây hình ảnh giờ đẹp vô trích cùng. ra đây, ừ tội ơi Giống như nhập. hồi nãy quý vị thấy là giống như cái gọi là chiến hạm đó, làm nguyên chiếc chiến hạm mở cửa xuống cho quân đồng minh đi xuống bãi biển Normandy trong cái Thế chiến thứ hai, rồi sau đó đóng cửa lại giống như gọi là tàu hám mồ ngày xưa. Hay quá. Dạ, thì quý vị thấy là muôn hình vạn trạng trong những cái hình ảnh đã được thiết kế cũng như design bởi máy bay không người lái. Và giờ đây thì chúng ta cũng nói thêm về hãng Aspen, như là hồi nãy chúng tôi đã gửi đến cho quý vị chiếc máy bay mà được đưa vào dịch vụ đó. Thì người sáng lập của công ty Aspen Aerospace đã nói xe bay của Trung Quốc đã sẵn sàng cho một kỷ nguyên mới của nền kinh tế tầm thấp. Trong cuộc phỏng vấn gần đây thì Zhao Deli, người sáng lập công ty xe hơi bay Trung Quốc, bày tỏ sự tin tưởng vào tiềm năng dẫn đầu về lĩnh vực hàng không đang phát triển của Trung Quốc. Aspen Aerospace là công ty xe hơi bay cất cánh hạ cánh thẳng đứng eVTOL của Trung Quốc, cũng là công ty con của công ty EV Aspen Motors, đi đầu trong việc phát triển xe hơi bay, hứa hẹn một cuộc cách mạng hóa giao thông đô thị. Theo Zhao, nỗ lực thương mại hóa xe hơi bay của công ty này sẵn sàng tiếp thêm sức sống cho nền kinh tế tầm thấp. Trung Quốc chứng kiến sự bùng nổ trong lĩnh vực xe điện với chuỗi cung ứng năng lượng mới được thiết lập tốt và nguồn chuyên môn kỹ thuật dồi dào. Khi mà ngành kỹ nghệ tiến bộ hơn nữa trong những công nghệ như là pin hay lái xe tự động,
Dao đã dự đoán một tương lai thậm chí còn biến đổi hơn nữa với xe hơi bay, là một bước nhảy vọt lớn tiếp theo của ngành. Theo Dao thì phương tiện cải tiến này dần vượt qua những rào cản pháp lý và kỹ thuật và dự trù đạt được ứng dụng thương mại ở những thành phố và kịch bản cụ thể trong tương lai. Được thúc đẩy bởi niềm đam mê lớn đối với máy bay, Dao bắt tay vào hành trình cá nhân đưa anh tới việc khám phá thương mại hóa xe hơi bay. Những trải nghiệm ban đầu đối với máy bay trực thăng và cánh đồng bằng đã khơi dậy cảm giác tự do và niềm vui sâu sắc, khiến anh tin rằng trải nghiệm mang tính thay đổi này sẽ có thể được tiếp cận với nhiều đối tượng hơn nữa. Không biết trong tương lai cái thế giới mình như thế nào ra làm sao nha. Thì với cái mà cái sự mà tiến triển vượt bậc của những cái chiếc xe hơi bay á, tức không phải đâu, rất là nhiều hãng rồi, từ xưa tới giờ là mình làm coi như là hình như là từ 5 năm về trước mình đã làm về những cái clip về về họ đã sáng chế ra là máy bay bay rồi. Rất là nhiều hãng. Wow. Coi như là nếu mà accident đó nha, thấy không? Yên tâm không? Nếu mà accident đó thì bốn cái dù bung ra. Nhà yên tâm lắm, thấy không? Đừng có lo, đi thử như vậy đi, thấy không? Đó, hai ba người ngồi ngon lành không? Đâu có gì đâu lo. Mà khi mà cái độ mà giống như là nó bị rớt xuống một cái mà bất ngờ đó, là giống như cái airbag của mình nó tự động nó bung ra. Trời, thì cái này cái lúc mà xin lỗi chứ đang nghe mà tự nhiên nó thụt xuống một cái thôi là chân tay nó bụng rủng rồi chứ ở đó mà. Thì phản ứng cao là em chỉ làm một cái á thôi. Rồi tất giống cả chơi cái roller coaster vậy đúng không? Cái máy bay nó làm hết cho mình thôi. Hồi xưa chơi roller coaster thì còn được, bây giờ thấy thôi đã thấy say sẩm rồi. Không, hồi xưa chỉ tội chơi mà dám chơi cái ride nhẹ nhẹ thôi. Chứ không biết làm sao á mà chứ đi không, em là trên cao rồi vòng 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 vòng, nhưng mà bây giờ thấy nhìn thôi là thấy bụng rủng rồi. Vì tôi nhớ hoài luôn, hồi xưa lúc mà lần đầu tiên đi Disneyland, dắt ông đi Disneyland á, thì đi vô một cái là cái stay, một cái là cái đi vô một cái ngồi ngồi trên cái trong cái phi thuyền, ngồi tất cả ngồi chung như vậy luôn á. Mà không ngờ rằng là mình nói là ông ơi ông phải đi cái này này nhẹ nhẹ nè, rồi còn tụi con đi cái roller coaster nhẹ, mà cũng Disneyland thì cũng nhẹ thôi lúc hồi xưa. Nhưng mà không ngờ rằng hai người ghét lộn hai lai. Tại nó quấn quấn hồi cái lát ra cái là mình đi qua cái nhẹ nhất. Ông đi kia ra, thấy đi ra chân tay đá. Tốt nghiệp không? Đi về cảnh nhà. Mà khi đi vô tới nơi rồi không biết sao là khi mà đã cái lai vô trong mình không sao là mình contact được cái rút bên kia. Một cái nhóm người già đó, mọi người lớn đi qua bên này còn nguyên nhóm trẻ. Lát vô ngồi space thì vô cho nó mới biết là lộn rồi. Nhớ hoài. Vâng, kính thưa quý khán giả, và đến đây thì chương trình xin được tạm dừng. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm đón xem và ủng hộ, và đừng quên ủng hộ cho đài bằng cách like và subscribe cho trang Facebook IBCTV cũng như YouTube IBCTV Official. Dạ vâng, một lần nữa tụi anh và Tuyết Nha xin kính chào quý vị và hẹn quý vị vào những chương trình kế tiếp của đài IBC.